Xin chào mọi người nhé, mình là Thủy, nhân viên cửa hàng xe máy An Thành Phát Tân Uyên. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho mọi người một số cái giá xe, báo giá xe cho mọi người một số cái dòng xe ở cửa hàng xe máy An Thành Phát Tân Uyên vào cuối tháng 5 này. Thì trước mắt mọi người đây là một cái phiên bản Vario 160 mà mới ra mắt 2022 đấy. Thì đối với cái dòng xe Vario này thì bên cửa hàng mình hiện tại đã có cập nhật đầy đủ các màu zin và màu 3D mọi người nhé. Thì đối với phiên bản Vario 160 này thì hiện tại bên mình có hai phiên bản, đấy là CVS và ABS. Thì giá của cái dòng xe này là dao động chỉ từ là 53 tới 63 triệu đối với cái phiên bản ABS, còn 53 triệu đối với phiên bản CVS mọi người nhé. Thì đối với cái dòng xe này thì mọi người mua góp thì chỉ cần trả trước giúp mình khoảng 5 đến 7 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ mua góp rồi. Đây là những cái màu sơn zin, đây là màu đỏ nhám, màu sơn zin của nhà máy. Còn những cái màu này là bên cửa hàng mình đã độ lên sơn 3D này. Đây là cái màu limited của cái phiên bản AB 150 mà bên cửa hàng mình đã độ lên sơn của Vario 160. Đây cũng là một trong cái màu xanh ngọc này thì bên cửa hàng mình đã sơn khá là nhiều ở cái phiên bản 125 và 150, thì bây giờ có sơn thêm 160 tại vì có so yêu cầu của khách hàng nên bên cửa hàng mình đã sơn lên màu 3D này. Thì đối với màu 3D này thì mọi người chỉ cần cộng giúp mình từ khoảng 2 triệu là có thể là mình hỗ trợ mọi người lên hồ sơ, thì trả trước khoảng 5 đến 7 triệu. Cái bên đây là cái phiên bản Vario màu trắng hồng, một trong những cái màu mà các bạn nữ khá là yêu thích. Đây là cái phiên bản Vario 125 mọi người nhé. Đối với cái phiên bản màu 3D này thì hiện tại bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ 53 triệu thôi. Còn đối với màu jean hiện tại bên mình chỉ có giá là 51 triệu. Mọi người mua trả góp cái dòng Vario 125 này chỉ cần trả trước giúp mình khoảng 7 triệu là có thể lên hồ sơ được rồi nhé. Còn cái bên đây là cái phiên bản Vario 150. Mọi người dạo này cũng tìm mua cái dòng xe Vario 150 khá là nhiều, tại vì là cái phiên bản này gần như là nhà máy đã gần như là sắp bỏ mẫu và khó lấy hàng ý. Và giá xe nó cũng dao động từng ngày nên là mọi người có nhu cầu mua xe thì cố gắng mua sớm, tranh thủ mua sớm để được giá ưu đãi, tại vì giá xe dạo này nó cứ dao động, nó tăng nhẹ nên là mọi người mua sớm để được giá ưu đãi. Đối với cái dòng xe Vario 150 này thì đây là cái màu xanh này. Màu xanh nhám này là một trong những cái màu mà gần như là sắp bỏ mẫu ở nhà máy rồi. Thì đối với cái phiên bản màu jean này hiện tại bên cửa hàng mình có giá chỉ từ là 69 triệu thôi mọi người nhé. Mọi người mua góp thì chỉ cần trả trước giúp mình khoảng 18 đến 20 triệu là mình có thể hỗ trợ lên mọi người lên hồ sơ mua góp rồi. Đây. Còn đây là cái phiên bản màu xanh ngọc, bên cửa hàng mình đã sơn đi sơn lại khá là nhiều của cái phiên bản Vario 125 rồi. Cái bên đây là cái màu đỏ candy, bên cửa hàng sơn lại của phiên bản 150 mọi người nhé. Thì như mọi người thấy là bên cửa hàng mình màu sơn độ 3D khá là nhiều, tại vì bên cửa hàng mình khách hàng mua màu sơn 3D khá là nhiều. Thì hiện tại bên mình đối với những màu sơn 3D thì bên mình có rất là nhiều màu, và hiện tại bên mình vẫn có đầy đủ màu zin mọi người nhé. Đây là cái màu trắng bóng, bên mình màu sơn 3D của 125 này. Cái màu này thì ngày trước nó là cái màu zin của nhà máy, nhưng mà do bây giờ người ta bỏ mẫu không sản xuất cái màu này nữa rồi nên bên cửa hàng mình hỗ trợ khách hàng sơn lên màu 3D. Bao la bát ngát là Vario sơn 3D thôi mọi người ạ. Mọi người thích màu nào thì cứ nhắn tin qua Zalo nhé, để mình chụp hình gửi qua cho mọi người xem kỹ hơn. Đây là cái dòng xe, cái bên đây là cái dòng xe AB 150 mọi người này. Đối với dòng xe AB 150 này hiện tại bên cửa hàng mình vẫn có đầy đủ các màu nhé. Thì đối với dòng xe này thì bên mình hiện tại giá chỉ từ là 54 triệu 500 thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần trả trước giúp mình khoảng 7 triệu trở lên là mình có thể hỗ trợ mọi người lên một sơ mua góp rồi. Còn đối với dòng xe AB 125, đây là cái phân khúc AB 125 này. Thì đối với cái phân khúc 125 này thì hiện tại giá bên cửa hàng mình dao động chỉ từ 44 triệu thôi. Mọi người mua trả góp thì chỉ cần trả trước giúp mình khoảng 2-3 triệu là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ mua góp rồi. Còn cái bên đây là các cái phiên bản của dòng xe Sirius. Thì đối với dòng xe Sirius hiện tại bên mình có đầy đủ 3 phiên bản mọi người nhé. Đối với cái phiên bản bánh căm thì hiện tại bên cửa hàng mình giá dao động chỉ từ 21 triệu thôi. Còn đối với các cái phiên bản bánh băm thì hiện tại giá bên cửa hàng mình dao động chỉ từ 23 triệu. Mọi người mua góp thì bên cửa hàng mình hỗ trợ. Đối với cái dòng xe Sirius này là bên mình hỗ trợ khách hàng là không cần trả trước. Mọi người chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân kèm theo bằng lái, hộ khẩu hoặc là căn cước công dân là mình có thể hỗ trợ mọi người lên hồ sơ mua góp dòng xe Sirius này rồi. Cái bên đây là cái dòng xe Wave Black thì hiện tại bên cửa hàng mình giá dao động chỉ từ là 22 triệu 500 thôi. Mọi người mua góp thì chỉ cần đưa trước giúp mình khoảng 3-4 triệu là có thể lên hồ sơ mua góp rồi. một cái dòng xe của Honda mà khách hàng lựa chọn dạo gần đây khá là nhiều, tại vì theo mình nghĩ là nó thuộc dạng giá tầm trung, dễ sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu. Thì đối với dòng xe Wave Alpha này, hiện tại bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ 20.500.000. Mọi người mua góp thì chỉ cần đứng trước giúp mình khoảng 3-4 triệu là có thể lên hồ sơ được rồi nhé. Nói đến một cái dòng xe mà dạo này bên cửa hàng mình bán khá là chạy và nhập hàng cũng khá là khó khăn, không thể không nhắc đến cái dòng xe Future. Thì đối với cái dòng xe Future này, bên cửa hàng mình hiện tại vẫn có đầy đủ màu zin của phiên bản bánh căm và bánh mâm. Thì đối với cái màu zin của cái dòng Future bánh căm thì hiện tại bên mình có giá dao động chỉ từ 37.500.000 thôi. Còn đối với bánh mâm thì hiện tại bên mình vẫn có đầy đủ màu như là màu trắng đen, màu đen nhám, màu xanh nhám thì hiện tại giá dao động chỉ từ là 40 triệu mọi người nhé. Còn đối với cái phiên bản trắng đỏ màu 3D này, bên cửa hàng mình độ lên quay thái thì bán rất là nhiều, bán đi bán lại không biết là bao nhiêu chiếc rồi, bây giờ vẫn độ thêm cả. Bên cửa hàng mình hiện tại vẫn có 3-4 chiếc màu độ này. Thì đối với cái phiên bản này giá nó nhỉnh hơn một xíu, tại vì bên cửa hàng mình phải sau lại dàn áo và thay đổi cái màu ấy, cái màu in xe ấy. Thì đối với cái màu này thì hiện tại bên mình là giá chỉ từ 41 triệu thôi. Mọi người mua dòng xe này, đối với biển tĩnh thì bên mình hỗ trợ khách hàng chỉ cần đưa trước khoảng 5 triệu là có thể lên hồ sơ mua góp được rồi nhé. Đây là cái dòng xe Janus mà của nhà Yamaha, một trong những cái dòng xe mà các bạn nữ khá là yêu chuộng dạo gần đây, tại vì giá thành khá là hợp lý và chạy cũng tiết kiệm nhiên liệu và nó dễ đi, cũng nhẹ máy. Thì đây là màu sơn 3D, bên cửa hàng đã sơn 3D theo khách hàng, theo sự yêu thích của khách hàng. Đây là một chiếc xe mà bên cửa hàng khách hàng đã làm hồ sơ đậu rồi và đang chờ để lấy xe thôi, chờ ngày đẹp để rước xe. Thì đối với dòng xe Janus này thì bên cửa hàng mình có giá dao động chỉ từ 29 triệu mọi người nhé. Thì đối với cái dòng này thì bên mình hỗ trợ khách hàng là mua góp là không cần trả trước. Mọi người chỉ cần mang theo giấy tờ tới bên cửa hàng mình hỗ trợ làm hồ sơ từ 10 đến 15 phút là mọi người có thể nhận xe về rồi. Đây là cái phiên bản màu bạc. Còn đây là cái phiên bản màu đỏ nhám, phiên bản limited. Thì mọi người hiện tại bên cửa hàng mình vẫn có đầy đủ các cái phiên bản màu của cái dòng xe này. Thì mọi người thích màu xe nào thì có thể liên hệ qua Zalo giúp mình sẽ chụp hình gửi qua cho mọi người. Tại vì cái dòng Janus này nó cũng có khá là nhiều màu. Đây là cái màu trắng sữa này, một trong những cái màu mà các bạn nữ khá là yêu thích. Chỉ có ở dòng xe Janus mới có cái màu này thôi mọi người nhé. Còn đây là dòng Mio. Đối với dòng xe Mio này thì bên cửa hàng mình có giá hiện tại chỉ từ 25 triệu thôi. Nếu khách hàng mua góp thì bên mình hỗ trợ khách hàng là không cần trả trước. Thì mình vừa cập nhật giá xe ở cửa hàng xe máy vào cuối tháng 5 ý. Mọi người có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ qua Zalo giúp mình nhé. Mình sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người trên Zalo, tư vấn kỹ hơn. Và mọi người tới cửa hàng mua xe báo có liên hệ trước với Thủy thì mình sẽ hỗ trợ giảm cho mọi người từ 1 triệu tiền xăng xe và rất nhiều quà tặng ưu đãi khác nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Tạm biệt.